Nếu bạn đang gặp các tình trạng về ho, viêm họng, đau rát họng thì hãy áp dụng ngay 3 bài thuốc nhân gian dưới đây mà không cần phải sử dụng bất kỳ một loại thuốc nào nhé. Bài thuốc đầu tiên, uống trà mật ong. Mật ong là thảo dược quý có tác dụng rất tốt trong việc làm dịu, giảm viêm nên sử dụng điều trị trong tình trạng viêm họng. Bạn nên dùng mật ong pha nước ấm hoặc pha trà với nước cốt chanh để làm dịu cảm giác đau rát cổ họng. Cách điều trị này rất đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả, đã được rất nhiều người áp dụng. Bài thuốc thứ hai, uống nước trà gừng. Nước gừng ấm thường được sử dụng để làm ấm cơ thể, chữa được các tình trạng viêm họng và cảm lạnh. Hãy pha chế cho mình bằng một ly nước trà ấm để làm giảm các triệu chứng khó chịu. Pha chế bằng cách dùng một thìa nước gừng trộn với một thìa mật ong, pha vào cốc nước ấm hoặc uống với cốc sữa nóng. Bài thuốc thứ ba, dùng nghệ tươi. Nghệ cũng là một loại thảo dược quý tự nhiên, trong dùng nhiều bài thuốc nhân gian. Bạn có thể sử dụng bột nghệ pha loãng với nước nóng và muối để dùng hàng ngày, nên duy trì liên tục trong vòng 3 tới 5 ngày để đạt được hiệu quả cao. Đừng quên bấm tim và đăng ký kênh để theo dõi được nhiều video hay và bổ ích hơn nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận phía dưới video những câu hỏi hay những thắc mắc mà bạn muốn.